Quý khán thính giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa của đài IBC được phát hình trên các băng tầng 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên Galaxy 19 toàn 53 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada cũng như trên mạng internet ibctv.us và trên trang YouTube IBCTV Official. Sướng ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cũng vẫn như thường lệ trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy đi qua phần điểm tin chuyên viên Hoa Kỳ giúp thu thập bằng chứng tội ác chiến tranh tại Ukraine. Quan thế Phần Lan giữ lại các tác phẩm nghệ thuật trị giá 42 triệu euro của Nga. Trái biệt thự của người dẫn chương trình truyền hình Nga đã bị Italy tịch thu. Một người đàn ông tông xe vào cổng tòa đại sứ Nga ở Romania, phóng hỏa và tự thiêu. Ấn Độ lần đầu tiên lên án vụ lính Nga thảm sát thường dân tại Bucha. Vâng và kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên chi tiết ngày hôm nay sẽ do sứ ngôn viên Tuyết Nha trình bày. Xin mời quý vị cùng đón xem. Chuyên viên Hoa Kỳ giúp thu thập bằng chứng tội ác chiến tranh tại Ukraine. Công tố viên Hoa Kỳ làm việc với các quốc gia đồng minh Âu Châu thu thập bằng chứng tội ác chiến tranh của Nga đang tiến hành ở Ukraine. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ là Merrick Garland đã cho biết giới chức đang tuần này đã gặp gỡ những nhân vật đồng cấp tại Europol và Eurotrust phát hỏa kế hoạch cùng làm việc và trợ giúp công tố viên hàng đầu của Ukraine thu thập bằng chứng tố cao Nga đã phạm tội ác chiến tranh, buộc họ phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo đang diễn ra ở Ukraine. Trở lại vào hôm thứ Ba vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết những vụ giết người ở thị trấn Bucha của Ukraine nằm trong chiến dịch hoạt động tàn bạo của binh sĩ Nga nhưng không đưa ra bằng chứng. Những hình ảnh ghê rợn tại Bucha cho thấy ngôi mộ tập thể và những thi thể bị trói của những người bị bắn ở cự ly gần, thúc đẩy lời kêu gọi cả thế giới hành động cứng rắn chống lại Moscow và mở cuộc điều tra tội phạm chiến tranh diệt chủng của Nga đang tiến hành tại Ukraine. Quan thuế Phần Lan giữ lại các tác phẩm nghệ thuật trị giá 42 triệu euro của nhà, Nga. À, nhà thuế vụ Phần Lan hôm thứ tư cho biết là đã ngăn chặn việc trao trả các tác phẩm nghệ thuật trị giá khoảng 42 triệu euro cho Nga vào cuối tuần trước vì lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu và sẽ thảo luận với giới chức thẩm quyền Brussels về tính chất của loại hàng hóa được coi là xa xỉ phẩm. Theo như Sami Rashid, giám đốc thuế vụ Phần Lan, thì cơ quan này đã bắt giữ số hàng hóa trên 3 chuyến vận hành gồm có tranh tượng và cổ vật đang trên đường từ Italy và Nhật Bản trở về Nga, quá cảnh ở Phần Lan. Rashid cho biết là các tác phẩm nghệ thuật được coi là sa xỉ phẩm, 500 năm trong khuôn khổ của lệnh trừng phạt Nga của tổ chức Liên minh châu Âu vì cuộc xâm lược Ukraine. Nhà thuế vụ Phần Lan cho biết là các đồ vật bị tịch thu vẫn được coi là tài sản của Nga và được cất giữ dưới sự giám sát của cơ quan di sản Phần Lan. Hãng thông tấn Nga Moskva dẫn lời giới chức Bộ Văn hóa Nga cho biết rằng các tác phẩm nghệ thuật bị Phần Lan chặn giữ là các bộ sưu tập của các phòng trưng bày nghệ thuật hàng đầu của Nga như Viện Bảo tàng Hermitage và Viện Bảo tàng Nhà nước là Tshakoi Selo ở St. Petersburg cũng như phòng trưng bày nhà nước Chejako ở Moscow cho chính phủ Italy mượn trước đây. Các tác phẩm nghệ thuật đến từ Nhật Bản thuộc Viện Bảo tàng Mỹ thuật Pushkin. Trái biệt thự của người dẫn chương trình truyền hình Nga đã Italy tịch thu. Ngọn lửa bùng phát vào ngày thứ tư ở ngôi biệt thự của người MC Nga là Vladimir Solovia tọa lạc tại bờ hồ Como, miền Bắc Italy nhưng không gây thiệt hại. Lực lượng cứu hỏa địa phương kịp thời dập tắt đám cháy này. Nhưng cuộc điều tra ban đầu cho biết bức tường và hồ bơi của ngôi biệt thự tại Slovakia tọa lạc ở địa điểm này đã bị xịt sơn màu đỏ như máu. Cảnh sát lại tìm thấy nhiều dòng chữ viết trên tường lối vào biệt thự mang nội dung lên án kẻ giết người phản đối chiến tranh. Những ngôi biệt thự này là một phần của khối tài sản trị giá 8 triệu euro thuộc sở hữu của Slovakia tòa lạc chung quanh hồ Como của Italy mà cảnh sát ra quyết định tịch thu sau khi ông ta và những nhà tài phiệt Nga đã bị Liên minh Âu Châu đưa vào danh sách trừng phạt vì cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Cảnh sát Carabini Eri đã nói đang điều tra nội vụ và nghi ngờ có người đốt phá phun xịt sơn nhưng không nói thêm chi tiết. Cảnh sát nói rằng ngôi biệt thự đang được sửa chữa và không có người ở trong lúc diễn ra hỏa hoạn một người đàn ông tông xe vào cổng tòa đại sứ nga ở romania phóng hỏa tự thiêu một người đàn ông đã lao xe vào cổng tòa đại sứ nga ở thủ đô buraires của romania vào sáng thứ tư trước khi phóng thỏa hỏa tự thiêu chiếc xe đan bị nhấn chìm trong biển lửa được nhìn thấy bên ngoài hàng rào của tòa đại sứ nga nguồn tin của cảnh sát cho hay người lái chiếc xe du lịch đã cố tình tông vào hàng rào của tòa nhà và châm lửa tự thiêu khi được yêu cầu xuống xe Đoạn băng video lan truyền chạy nhanh chóng trên mạng xã hội cho thấy rằng chiếc xe bốc cháy và người đàn ông ngồi yên trong xe khoảng 6 giờ sáng ngày thứ tư. Chiếc xe lao vào nhưng không thể chọc thủng khuôn viên tòa nhà đại sứ Nga và cuối cùng bị kẹt bên ngoài hàng rào ngôi nhà và bốc cháy dữ dội. Cũng theo như cuộc điều tra ban đầu thì người đàn ông trên đã cố tình lái chiếc xe lao vào trụ sở tòa đại sứ Nga với tốc độ cao nhưng không vượt qua được chướng ngại vật được dựng lên xung quanh tòa nhà đại sứ để ngăn ngừa hành động tấn công của người dân phẫn nộ và phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của người Nga. Sự kiện trên xảy ra một ngày sau khi Romania trục xuất 10 viên chức ngoại giao Nga vì không tuân thủ công pháp quốc tế để trả đũa hành động của binh sĩ Nga thảm sát người dân vô tội tại làng Bucha của Ukraine. Theo như Daily Star của Romania, thì người đàn ông này là Bogdan Dragici đã bị kết án 15 năm tù trong tuần này vì tội tấn công tình dục. Dragic đã đề cập đến tình hình Ukraine trong bài đăng cuối cùng trên Facebook hai ngày trước, nói rằng ông cũng là người Ukraine và sẽ thật tuyệt nếu tất cả mọi người trên thế giới đều được coi là công dân Ukraine cho đến khi chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp đang đe dọa toàn thể nhân loại. Đại sứ Nga tại Romania là Valery Kumin gọi hành động của ông là khủng bố. Vẫn tin tức liên quan tới Ukraine, Ấn Độ lần đầu tiên lên án vụ Nga thảm sát thường nhân ở Bucha. Ngày 5 tháng 4, đại diện New Delhi tại Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên lên án hành động của binh sĩ Nga giết hại thường dân ở thị trấn Bucha của Ukraine một cách bừa bãi, đồng thời kêu gọi cộng đồng thế giới mở cuộc điều tra độc lập để tìm kiếm bằng chứng Nga phạm tội ác chiến tranh lực lượng nga xâm lược đã chiếm các thị trấn ngoại ô kiev vài ngày trước khi triệt thoái từ khi cuộc chiến tranh bùng nổ thì đây là lần đầu tiên chính phủ ấn độ lên án nga và trước đó chưa bao giờ chỉ trích sự can thiệp của moscow tại ukraine vụ thảm sát người dân ukraine vô tội ở ngoại ô thủ đô kiev chỉ là một trong những địa điểm được phanh phui vài ngày sau khi quân đội nga rút lui sau nhiều tuần lễ giao tranh ác liệt mà thôi ngày chủ nhật người dân ukraine tiếp tục tìm kiếm thi thể người chết đã bị giết bừa bãi và có chủ đích Sherry Kaslini, là nhân viên điều tra Bucha cho biết nhóm ông ta đã thu thập hơn 100 thi thể trong đó và có 3 trong số đó là binh sĩ Ukraine, xác nhận đây là một vụ thảm sát kinh hoàng. Ông đã khám phá ra ngôi mộ tập thể dài chục thước và rộng hai thước, đầy thi thể người chết đã bị quân đội Nga giết trước khi họ rút quân kính thưa quý vị cũng vẫn như thường lệ sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại tuyết nha và trang lương sẽ sớm quay trở lại với quý vị với những tin tức vừa được cập nhật như nga đánh những nơi trọng yếu của ukraine và phương tây chuẩn bị trừng phạt thêm cũng như là chủ tịch liên minh cầm quyền israel từ chức mở cửa cho ông netanyahu trở lại và bác sĩ sri lanka biểu tình phản đối chính phủ để xảy ra cuộc khủng hoảng thuốc trị bệnh xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem